Mới đây, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã trao trả cho ông Matthe Grieve, 48 tuổi, quốc tịch Úc, số tiền 2.350 đô la Úc cùng nhiều giấy tờ cá nhân mà ông này bị mất. Theo trình báo, trước đó, cha của ông Matthe Grieve thuê taxi Grab đón tại chung cư ở quận 7 để đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất. Đến ga quốc tế, cả ba người gồm cả tài xế taxi bước ra khỏi xe. Trong quá trình này, tài xế taxi có hỗ trợ người du khách vận chuyển đồ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục lên máy bay, ông Matthe Grieve phát hiện ví đựng tiền mặt có chứa hộ chiếu, thẻ tín dụng, bằng lái xe và nhiều giấy tờ khác bị mất nên báo công an. Nhận tin báo, công an quận Tân Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua đó xác minh, tài xế taxi 22 tuổi quê Đắk Lắk là người đã điều khiển xe ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh đưa hai cha con ông Matthe Grieve ra sân bay nên tiến hành mời làm việc. Sau một ngày, người này bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Bước đầu, nam tài xế đã khai nhận sau khi trả khách tại sân bay, trên đường quay về điểm gửi xe ở quận 2 thì phát hiện chiếc ví nên lấy hết số tiền bên trong, cất ở cốp xe. Chiếc ví được cất ở cầu Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.